thời gian của bà mẹ lúc này là sang bắt mồi của cha bà. Mềm không, bây giờ kêu cái này để tôi kêu mấy ông không đồng ý là dừng lại rồi đi rồi đi rồi đúng không rồi đúng rồi đấy là còn tôi mà kêu đi ông kêu rồi ông kêu là còn ok hết á thanh điệu lắm ông thanh điệu quá đúng rồi bữa đây anh đi bữa đi bữa đi có gì bây giờ tao cũng chút đúng không đúng cái này chờ mấy bạn mà ngon mà rẻ. Cái bài là hay á. Ngon mà rẻ nữa thì khó phối hợp đi. Nấm vừa nấm mà vừa hải sản được không? Chứ đừng thịt. Chứ đừng có thịt nấm mà lại hải sản thì nhiều quá rồi. Còn nấm đi, nấm đi. Súp nấm mà nấm có đọc không? Cái nấm đọc. Nấm Trung Quốc không à? Trung Quốc không được nè. Thì đúng rồi, ông bé biết là nấm dài là Trung Quốc không à? Nấm đùi gà rồi có Trung Quốc hết á. Chứ không có rồi. Nghĩa là bữa đây thì Thanh à, bữa đây là mình mừng thọ thôi ơi, một ông thì rồi thấy mình già liền à. Đi quá, coi đi. Mùa hè tôi không tăng xuống này tắm nữa. Mà chiều này không tắm nữa. Chiều này không chiều. À, buổi sáng thì nối. Đây sợ quá. Nướng. Tắt chỗ nào, Chồng của anh. Ông chỉ là đem đầu mối xây dựng lần tiên đi đâu đi đâu á cái đập thì ngon rồi đó quá đó mà bây giờ nó đổi quá rồi giống tôi gọi ba lần rồi đúng giờ đâu không gọi là
gọi điện thoại gọi tụi tao không? Sao tụi nó giỡn không rồi, chứ không đâu gọi tụi tao. Sao tụi nó giỡn không? Hồi nãy giờ chờ lâu lắm, chờ hiệu trưởng tới lâu lắm. Chờ hiệu trưởng tới lâu lắm. Tên đúng chưa? Lần này là từ tên giờ là mấy em có cái ý là gặp mấy thầy, nhưng mà có rất nhiều cái thứ trở ngại đó ngài biết. Thì hôm nay là đã gặp được hai thầy và cùng các anh em hết. Năm nào cũng gặp được nhiều lắm. À, chị mời hai thầy đăng lên chúc mừng năm mới. À, thầy. Chúc mấy thầy sống lâu rồi tụi em gọi là thầy chứ. Còn gọi là thầy chứ. Mấy thầy là thầy. Đấy, nói như bạn nói là thầy chứ không gặp không. Được thầy thì coi như mình thấy còn trẻ. Khi nào hết gặp mình thấy mình già rồi á. Phải ông cũng ông ngồi ngoài cả rồi. Vậy là đúng quá không? Nhưng mà thông thường là thầy chứ. Đúng phải thầy nhưng mà không phải ai là thầy chứ. Mà mình xuống này mà. À, thì muốn là rót rồi đó. Nó có tốn tiền rót không à, đúng không? Nó tốn tiền rót không à. Rót là chơi nữa. Còn gì à. Nở lại đây, lấy liên mới đi. Lấy liên mới đi. À, tôi sẽ làm cái nhạc đệm cho cái video này là tiêu sức biếu này. Lần sau mấy ông có tổ chức thì tổ chức trên cái du thuyền nghe không? Hay. Đó là nhưng mà thầy thấy đó, Hà Long không? Ở trên chùa đó. Ở địa bàn đi nhiều lắm rồi. Nước ngoài không lại nhiều quá. Mà mấy người ta cái số nó chết rồi bây giờ nó ngồi nha. Chết rồi thầy em đi. Cái đám đi bây giờ cái đem lên trên ô tô lô là thả cũng không có chết. Cái đám đi nó sống miết gì thầy. Cái đám đi bây giờ nó đem lên dân dân nguyên tử thả còn không chết. Thôi thôi thôi. Rồi Nguyễn Nhất Hiếu. Hiếu rồi chết tôi. Hiếu là anh đã chết rồi. Anh chết rồi. Bác tôi chết rồi. Hiếu. Đâu đó. Đây nè.
trong bây giờ nó có cái đất cũng nghe. Nó vấn đề nó giờ ông Dũng mừng cận à. Vâng đi. Dũng mừng mấy ông cũng như có một người bạn rất quý anh đã bước lên một ngôi đài. Thôi bây giờ mà tất cả. Không, để ông Dũng mừng cận trời. Mấy ông này rồi coi lên đại học thế chứ có gì không. Không, đừng có coi tên anh nói cho anh là cứ trong nào mà chua cái trò đó. Đại học thôi, học cái bài vậy. Thế nên là vẫn là thôi nguyên là nếu mà coi như mơ ước ba này, tại đó là thằng dù là 60 biết không, dù là 60 tuổi. Cái là bất công nghĩa. Thế mà coi nó đứng cạnh là mấy người đó. Thì đâu, ngày mai cũng mừng anh cận với anh rất một người rất là tự do. Đó là mừng là được, chứ nó mừng là hay cái đó. Đúng rồi. Mình rồi tới đây là mình mày. Nhưng mà Dũng lên trên rồi thấy không? Có danh là nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Hồi trước ổng đã nhớ là ổng là ít nói cho cái nhìn. Dạ, nhiều ra đây có tụi bạn kia là rất quý rồi. Tự vì hai em á là ước mơ là sau này á là nếu mà mày dạy được đại học mà tao dạy đại học mình ta cần cái gì có được nói hết thì bây giờ bây giờ anh dạy đại học mà giờ mày thấy Bảo Dũng là nói không có cha ai nói hết tao nói hết tiếng nhất tao mà
Mấy ông thầy thấy ăn hiếp chưa? Đó, âm thanh ăn hiếp mà lấm ác hết rồi. Nhưng bây giờ mình cũng lấm văn á, tình cảm đến kia chỉ nó mới mất rồi chứ mình cứ nhận không biết. Không mà tôi nói là anh Dũng là tôi thấy hay nè. Còn về anh á, là anh nói mình ăn đã rồi đó. Nhớ rồi, nhớ Dũng là được cái danh hiệu là nói nhiều. Nhớ nói nhiều. Ôi mà trước mà em ra cái mặt cười lắm á, giống như là tại anh thơ á, anh Dũng nè, anh giao tôi bà ấy là bộ mặt là anh cất. Bữa nay nó cũng nói tới nhà tờ nhà. Vợ của anh Thơ là rất tốt, còn gì nữa, vợ anh Thơ quá tốt nào để cho một người bạn gái ở trong nhà tất cả tuần lễ mới đi tình diện em. Đó là một người cũ quá, cũ là mất hơn vậy. Đây bạn Thơ, bạn Thơ, bạn Thơ, bạn Thơ, bạn Thơ, bạn Thơ, bạn Thơ. Cái ông bạn quý của tôi chưa biết trong lòng ông sao hết. Cho nên là không mà có điều mà chắc chắn nhất á, anh Cầu là có vợ sớm nhất chứ không? Sớm nhất. Thua có hiệu bỏ chung hiệu, bỏ chung hiệu số. Có hiệu sớm không? Hiệu một chung hiệu đã sau ngày nào? Trước nhà nhớ nó nhà luôn. Ông nhà bỏ chung hiệu. Còn nữa không? Quá nhiều tôi biết rồi, biết rồi, tôi biết lý do mà làm hồ bây giờ nói chương trình đi làm nghe, đi làm hết chương trình luôn, đấu thứ tư, anh nói đi liền, tài khoản tôi ok, đầu đầu ông nói là để nghe, bây giờ cái điểm được nó biết sao đây nè, ông bán á, ông biết không à, đánh làm đó tao mày chơi, lương tháng người ta triệu, không có triệu mà, đầu quá kìa. Nghĩa là tôi coi đi toàn thế giới, coi không thấy đâu giống Tuy Hòa. Chỉ có Tuy Hòa mới, Tuy Hòa là ở một lần lại đã đưa 100 triệu mà tôi lấy. Còn dạ, bạn có đứng nào hết, nghe hết rồi đó. Bạn đưa hết 100 triệu. Tôi cũng còn làm, tôi thôi á. Đúng rồi, có những là có thầy tố anh mà. Mà tôi nắm chắc rồi, không bao giờ lỗ. Đúng rồi, bây giờ nó lo chứ có lỗ mà. Đó đúng vậy á. À, nhưng mà bây giờ đây lúc đầu là nói là đi làm nha. Chút tao là cho nó tiêu rất là thấm. Làm biết ông làm cố mất lại tối rồi. Năm ngày ba đi. Năm ngày ba đi rồi. Năm ngày ba đi rồi. Ông nói tối rồi. Nào thấy 2 triệu tôi nghĩ lên à. Nói đi. Tôi coi mặt chứ. Ma bắt coi mặt người ta chứ bây giờ không. Không rồi tôi. Giờ
nó vừa vui nhưng mà cần nhưng mà nhớ mà cũng còn quan sát nữa mà nhớ tôi mà công an á là nó thêm hỏi là nó biết hết đó bạn nó không có gì cả ai nữa. À, bây giờ bỏ Dũng ha, mới là tổ thơ, cùng đi, tôi nên làm cho cái hình lập an cùng đi ha. Nè, tôi lên 1, 2, 3, cùng đi, hai người cùng đi. Tôi làm cái hành động nha mấy đứa. Rồi, rồi. Bước mới này con.